Thầy chào tất cả các em. Hôm trước chúng ta đã học bài về đồ thị hàm số y bằng ic bình phương với hệ số a khác không. Hôm nay chúng ta sẽ học bài phương trình bậc hai một ẩn. Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn. Phương trình bậc hai một ẩn. Một, định nghĩa. Nghĩa phương trình bậc hai một ẩn là phương trình có dạng axi bình phương cộng bx cộng với c bằng 0 với xc là ẩn ẩn a b c là hệ số số trong đó a khác không. Nếu a bằng không thì lúc này phương trình bậc hai nó sẽ trở thành phương trình bậc nhất một ẩn. Các em chú ý nha. Nên họ mới đặt điều kiện là a khác không. Ví dụ thầy sẽ đưa ra các ví dụ thế này. Xc cộng với 2 bằng 0. Ví dụ thứ hai là xc bình phương cộng với 2x cộng với 1 bằng 0. Ví dụ thứ ba, 2xc bình phương trừ 3x cộng 1 bằng 0. Ví dụ thứ tư, xc bình phương trừ cho 3 bằng 0. Đấy. Ở ví dụ thứ nhất, xc cộng 2. Ở đây các em không thấy có chữ x bình phương trong cái phương trình này. Suy ra cái phương trình này là phương trình bậc nhất. Phương trình bậc nhất. Ở ví dụ thứ hai có xc bình phương. Đúng không? Thì suy ra cái đây là chắc chắn là phương trình bậc hai. Trong đó xc là ẩn. Xc là ẩn. Đúng không? Hệ số A bằng 1. A bằng 1. B bằng 2. Bằng 2 và C bằng 1. Ở cái ví dụ thứ ba có xc là ẩn đúng không các em? Xc là ẩn. Là ẩn. A ở đây bằng 2. B bằng trừ 3 và C bằng 1. Đó. Ở cái phương trình thứ tư xc cũng là ẩn. Hệ số a bằng mấy các em nhỉ? Bằng 1. B bằng 0 và C bằng trừ 3. Đó. Thầy đã lấy bốn cái ví dụ để các em nhận dạng được đâu là phương trình bậc hai một ẩn và đâu là phương trình bậc nhất một ẩn. Đây là phương trình bậc nhất một ẩn, đây là phương trình bậc hai một ẩn, đây là phương trình bậc hai một ẩn và đây cũng là phương trình bậc hai một ẩn. Các em chú ý nhìn nhận dạng nhá. Đã nói là phương trình bậc hai là trong cái phương trình đó chắc chắn có số mũ số 2. Bây giờ ta sang thứ hai. Giải phương trình bậc hai một ẩn. Đây là ví dụ số 1, hai, số 3, số 4. Bây giờ thầy sẽ giải từng ví dụ một. Ở ví dụ số 1 là phương trình bậc nhất một ẩn, thầy không giải nữa các em nhé.
Bây giờ ta giải ví dụ số 2. Đó là xc bình phương cộng với 2x cộng với 1 bằng 0. Đó. Các em để ý này, phương trình này là hàng đáng thức nên ta sẽ tương đương với xc cộng 1 bình phương cũng bằng 0. Suy ra xc bằng trừ 1. Đấy. Phương trình bậc 2 mẫu đáng thứ 3. Thầy sẽ viết lại 2xc bình phương, đúng không? Trừ 3x cộng với 1 bằng 0. Đối với phương trình này, thầy sẽ hướng dẫn cách giải. Cái này sẽ tương đương với 2xc bình phương, đúng không các em? Trừ cho 3x. Ta chuyển 1 sang đây sẽ là âm 1, đúng không? Bây giờ ta chia cả hai vế của phương trình này cho 2. Chia cả hai vế, vế trái và vế phải cho 2. Lúc này phương trình sẽ trở thành xc bình phương trừ cho 3 phần 2x, đúng không? Bằng trừ 1 phần 2 bằng trừ 1 phần 2. Xc bình phương trừ cho 2 nhân với 3 trên 4 xc cộng cho 3 phần 4 bình phương trừ 3 phần 4 bình phương bằng trừ 1 phần 2. Các em chú ý nè, hai cái này thầy thêm bớt hai cái hệ số này. Hai cái này thực chất trừ cho nhau cũng bằng 0, chứ thầy thêm bớt vào, đúng không các em? Còn đây là 3 phần 2 đúng không? Thầy nhân tử thêm 2 và ở đây sẽ là 4, đúng không? Bình thường triệt tiêu 2 ở đây sẽ như đây sẽ là 2, vẫn trở thành cái dạng này, vẫn là cái này, vẫn là nó cả các em nhé. Lúc này thầy sẽ chuyển cái này sang này, xc bình phương trừ cho 2 nhân với 3 phần 4 x cộng 3 phần 4 bình phương bằng 3 phần 4 bình phương, sau khi thầy sẽ chuyển lên vào sẽ là 9 trên 16 trừ cho 1 phần 2. Đấy. Các em để ý, đây có phải là hàng đáng thức không các em? Đây đây là hàng đáng thức. Nó là hàng đáng thức xc trừ cho 3 phần 4 tất cả bình phương, đúng không các em? Còn cái này sẽ bằng 9. Cái này các em quy đầu mẫu số này, 9 sẽ là 8. 9 trừ cho 8 trên 16. Đó, bằng 1 phần 16. Lúc này, cái này bình phương đúng không? Các em phá căn ra. Cái này là bình phương đúng không? Sẽ suy ra tương đương với này, xc trừ 3 phần 4, đúng không? Bằng cộng trừ căn bậc 2 của 1 phần 16 sẽ bằng cộng trừ 1 phần 4. Đó. Suy ra phương trình sẽ có hai nghiệm. Nghiệm thứ nhất là xc trừ 3 phần 4 bằng 1 phần 4. Nghiệm thứ hai, xc trừ 3 phần 4 bằng
trừ 1 phần 4. Đó. Thầy xóa cái này trước, xóa cái trên này em nhé. À bây giờ thầy đã chuyển cái trừ 3 phần 4 này sang bên phải. Lúc này x sẽ bằng 1 phần 4 trừ cho 3 phần 4 thì là cộng 3 phần 4. 3 phần 4. Tương tự cái vế thứ hai, ta chuyển trừ 3 phần 4 sang đây, tức là sẽ bằng trừ 1 phần 4 cộng cho 3 phần 4. Đây, tương đương với xc bằng 1 phần 4 cộng 3, 4 bằng 1. Nghiệm thứ hai, xc bằng 1 phần 2. Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt. Nghiệm phân biệt. Phân biệt. Đó, đây là nghiệm của phương trình. Bây giờ là thầy sẽ giải ví dụ thứ tư các em nhé. Ví dụ thứ tư. Thầy viết lại ví dụ 4 này. X bình phương trừ cho 3 trừ cho 3 bằng 0. Đối với phương trình này ta có hai cách giải. Cách 1. Đó là ta chuyển cái này sang. Cũng tương đương với x bình bằng 3 suy ra x bằng cộng trừ căn 3. Đó, đây là nghiệm của phương trình. Còn cách 2. Cách 2, đây là hàng đẳng thức đúng không các em? X bình phương trừ cho 3, đúng không? Bằng 0, tương đương với x bình phương trừ cho căn 3 bình phương bằng 0. Đây là hàng đẳng thức x trừ căn 3 nhân với x cộng với căn 3 đến bằng 0. Tương suy ra x trừ căn 3 bằng 0. Cái thứ hai là x cộng căn 3 bằng 0. Suy ra x bằng căn 3 và x bằng trừ căn 3. Đó. Đối với bài này có hai cách giải. Đây là nghiệm của phương trình và đây cũng là nghiệm của phương trình. Các em mà có khúc mắc gì thì các em hãy comment phía dưới của video này của thầy để thầy sẽ giải quyết từng khúc mắc của các em. Video của thầy đến đây là hết. Thầy chào các em.